Bà hai báo hai xị, cô năm lợn một xị, bà sáu cà phê không đồng. Sao mày chưa lấy tiền bả gì hả? Bà sáu nay bị bệnh không gặp được. Bệnh hả? Mày cầm tiền cho bả qua mua thuốc cho bả đi. Gì vậy anh, mình làm bảo kê mà tự nhiên cho tiền con nợ. Cầm đi, bả nghèo ai kiếm tiền cho tụi mình. Vậy mà cũng nghĩ ra được. Nhớ mày. Chị, cho em đi chơi với bạn nha. Em đi với ai? Hay là chị kêu mấy đứa nhỏ chở em đi nha? Thôi chị, người ta nhìn kỳ lắm. Trời ơi, cái nhỏ này đi về sớm nha. Cô ơi, lấy con chai nước ngọt. Ê, em có sao không? Hả? Dạ, em xin lỗi anh. Không sao, không sao. Thằng này làm gì vậy ta? Dạ em bận việc, em đi trước nha. Ủa chưa, đang muốn nói chuyện mà chạy mất tiêu rồi. Em ơi, em gớt tiền nè. Ủa giống tiền hồi nãy mình đưa cho nó quá ta. Mày cầm tiền cho bả qua mua thuốc cho bả đi. Trời ơi, trời ơi. Tiền của em làm gớt nè. Ủa, hình như không phải tiền của em. Tiền của em á, cầm đi cho anh vui. Không sao trên đời trời hiểu đất biết ai làm. Một giây để xuống được đây, lấy bình tĩnh chứ vừa mới gặp là tâm trí mình vượt gió vượt mây. Nè nha, tao nói mày bớt mày gái lại nha. Gì anh, gái không mê mê gì vợ. Hay quá, đưa tiền mình đi mua thuốc cái mày đem đi cho gái hả? Em đang đầu tư anh, mai mốt anh có em dâu anh lời biết bao nhiêu thứ, đúng không? Bỏ cái suy nghĩ đó liền cho tao, mày biết như đó là ai không? Ai? Em gái chị Đại Trợ Tình, mày cái chừng như đó. Em gái gì Trinh? Vậy là mình có info rồi. Hủy, hủy. Hả? Mày tính kế gì nữa đó, hả? Có đâu, em đi thu tiền bảo kê tiếp nha. Bảo kê thu hết rồi mà. Hủy, hủy. Chị Trinh có em gái mà sao chưa bao giờ kể cho mình nghe ta? Alo, mày tới chưa? Tao đứng đợi nãy giờ nè. Trùng hợp dữ ta, đang nhớ cái gặp luôn. Lần trước biểu hiện không tốt lắm, lần này phải ok hơn. Ủa, đi đâu mất tiêu rồi? Ủa? Vừa mới gặp, chưa xin số điện thoại. Mày đâu rồi trời, số mình xui dữ ta. Ủa, anh là... Anh là người yêu em. À, không. À, anh là đại ca bên khu chợ cũ nè. Là giang hồ hả? Sao nhìn em sợ sợ vậy ta? À không, là đại ca của mấy đứa nhỏ trong xóm á. Trời, làm em cứ tưởng... Không có, anh hiền lắm. Mà lần trước gặp chưa kịp xin số điện thoại em. Cho anh xin số đi, để tiện anh hẹn đi chơi. Anh cô gái lộ liễu à. Rồi rồi, tới công chuyện này. Ôi trời ơi. Ủa anh Kiên. Số em nè. Hả? Ủa đi đâu rồi? Xém tí nữa bị phát hiện. Mà cuối cùng cũng có số điện thoại. Ủa, quên lấy lại điện thoại rồi. Đầu đội quần còn chân đạp cất nè. Thằng thầy chùa này hơi phiền. Một giây để xuống được đây, lấy bình tĩnh chứ vừa mới gặp là tâm trí mình vượt gió vượt mây. Giờ làm sao trả điện thoại cho ảnh đi ta? Mấy nay ế ẩm dữ ta, thằng Huy cũng thấy qua nữa. Huy qua chợ Tình đi, có bé Hồng này xinh lắm. Ai nhắn tin cho ảnh nhiều vậy ta? Huy qua chợ Tình nè, nay có bé Hồng mới sinh lắm, mấy em bảo nhớ mày nè. Trời ông này, giang hồ mà còn gái gú nữa trời. Rồi rồi, tới công chuyện này. Thằng Quý, mày làm gì tao gọi hoài không được vậy? Ờ, điện thoại đi cầm rồi. Mày thu đồ nữa hay cái gì? Đúng rồi, tính xin tiền anh đi chuột nè. Nè, tao phải cao tụi em nha, muốn lấy tiền thì qua ông Sáu lấy, còn nợ ở bển á. Thà lúc đầu nói vậy đi. Mày ăn suốt ngày báo không à? Sao giờ mới tới? Tôi tu rồi, từ nay không qua nữa đâu. Thiệt không? Hay là thấy tin nhắn rồi chạy qua? Nhắn tin? Ủa bà nhắn gì? Cái thằng này chơi riết lú hay gì? Thì tao kêu qua chơi, có bé Hồng xinh lắm. Trời ơi, bà hại tôi rồi. Ủa, thằng này nay bị gì vậy? Trả điện thoại cho anh nè. Chắc anh không còn số điện thoại tôi nữa đâu. Bé à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Cái tin nhắn đó là... Ủa sao anh biết? Thì cái tin nhắn đó của chị em gửi, anh mới nghe chị em kể nè.
Thì ra là anh biết chị tôi. Vậy là giang hồ thiệt. Em, không phải vậy mà. Hành sự trên đời trời hiểu đất biết. Làm sao trời thương đất tiếc. Anh làm gì kêu em gấp vậy? Có chuyện giao cho mày đây. Chuyện gì? Chuyện phải để em xả xong rồi chứ. Chuyện kiếm tiền của tao quan trọng hơn. Thì nói đi. Qua bà xã lấy tiền cho tao. Bữa giờ không có thằng nào làm được hết á, nên mới gọi mày nè. Mấy thằng không làm ăn được gì hết á, phải để thằng này ra tay. Nhà gì tồi tàn dữ vậy, không biết có ai ở không. Bà Sáu ơi, bà Sáu đâu ơi, bà Sáu. Anh tìm ai? Bà Sáu chủ nhà này đâu rồi? Bà Sáu bán căn này rồi, tôi là chủ mới. Vậy là bà bỏ trốn rồi, giờ sao lấy tiền này ta? Mà coi bộ thằng này có vẻ nhiều tiền để lấy đỡ. Bà già này nợ tiền tôi 200 củ. Giờ bà không còn ở đây nữa thì anh biết điều trả tiền giùm bà đi. Liên quan gì đến tôi? Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, chắc cũng có tiền á, mà không biết điều mày. Chuyện này là của bà Sáu, tôi không biết gì hết á. Mày nhắm mày chạy được không? Thế bà bán giá rẻ là nghi lắm rồi mà. Mày là thằng mua nhà bà Sáu đó hả? Ê, đi đâu đó cu? Một là đưa tiền, hai là đưa tiền. Ủa có khác gì không anh? Ê! Nó chạy ơi. Hả? Hành sự trên đời trời hiểu đất biết. Làm sao trời thương đất tiếc. Mày tìm được thằng mua lại nhà bà Sáu chưa? Chưa nữa anh, mà hình như nghe nói nó là người Sài Gòn. Bằng mọi cách phải tìm được nó. Em biết rồi. Alo. Sao, nhà bà Sáu đang bán hả? Alo, anh tới đâu rồi? Gần tới rồi. Lâu quá không gặp. Tại sao lại là hai người? Thằng nó tính bán nhà rồi anh. Thằng này tính trốn tao hả? Em có cách này. Alo, anh bán nhà đúng không? Dạ đúng rồi anh. Tôi tính mua căn ở đây, bán bao nhiêu? Dạ em bán rẻ anh 100 củ thôi, tại em đang cần gấp lắm. Ok, gửi tôi địa chỉ, chiều nay gặp bàn giao luôn. Dạ. Hai người lừa tôi. Ai lừa mày, tụi tao mua căn đó là thật. Nhưng mà với giá khác. Là bao nhiêu? 100.000. Hai mày ở đây làm gì vậy? Chị Hai. Hả? Chị Hai. Hành sự trên đời trời hiểu đất biết. Làm sao chứ? Tôi chịu đựng em đủ rồi, lần này chia tay đi. Chia tay? Đúng, chia tay đi. Thằng này nay to gan thiệt, dám đòi chia tay luôn. Vậy là anh muốn chia tay thiệt đúng không? Đúng vậy. Chia tay rồi anh sống làm sao? Tiền đâu xài, ai nấu cho ăn, tối ngủ ở đâu? Tôi tự có tiền, tự lo được. Có tiền hả? Anh nghĩ anh lấy tiền của tôi mà tôi không biết hả? Có mấy trăm ngàn thì anh sống được bao lâu? Ủa, sao mất hết khí thế rồi? Xài hết tiền thì sao? Về làm lành hả? Khỏi, không có đâu, tôi cho anh đi luôn. Em mời anh xin lỗi, anh lỡ dạy không chia tay nữa. Ủa gì á? Thua rồi hả? Ai chỉ anh lấy tiền tôi? Nói! Anh Kiên á em, ảnh dụ anh không biết gì hết, ảnh làm sao vậy? Anh Kiên, anh hay lắm, em mét gì trên nè. Ê, tao không biết gì ở nhà. Còn anh, về nhà tôi xử lý. Nhân ngày kỷ niệm 1 năm tụi em yêu nhau, hôm nay em có món quà tặng cho Duyên. Ghê ta, cũng biết tặng quà nữa hả? Tôi tưởng mày chỉ có quà chợ tình thôi chứ. Hơi, em trai chị mà, em cũng là một người đàn ông của gia đình mà chị. Em trai anh đó. Trời, người yêu em tâm lý quá dạ. Đâu, quà gì cho em coi đi. Và món quà chính là... Anh ơi, hả? Em có bầu. Rồi, tới công chuyện rồi. Có bầu? Món quà mày nói đi hả? Chia tay đi. Không thể tin được, tao không có thằng em như mày. Ủa? Anh Kiên? Ê, fan này tao không cứu được mày đâu nha. Bye. Ủa, em là ai? Anh đâu quen em đâu? Thì em cũng đâu có quen anh đâu. Em có bầu, đi mỏi chân quá. Tính xin anh chị, nhường chỗ cho em ngồi tí. Mà tự nhiên đi đâu hết trơn. Có bầu. Có bầu nè, chứ mày bể bầu mày. Có bầu nè, mày khùng nữa mày. Không có yêu đương gì hết á, cấm cậu qua lại với cô gái tôi nghe chưa? Nhưng mà con yêu Yên thật lòng mà bác. Đàn ông con trai gì 30 tuổi mà còn tay trắng mà đòi yêu ai? Đi về đi. Má kỳ quá à. Đi vô. Má mở cửa ra đi. Cũng đúng, đàn ông 30 tuổi mà vàng tay trắng thì đòi yêu ai?
Ủa sao anh lại ở đây? Má em thấy là đuổi anh bây giờ. Không sao đâu, em đừng có lo. Anh giỏi quá vậy. Ghê chưa, kêu má em ra đây. Tao đây, sao? Nai gan quá ha, dám tới đây luôn. Má kỳ quá à. Xin trân trọng giới thiệu với bác, con không phải là một thằng đàn ông có bàn tay trắng nữa rồi. Sao, con có tiền rồi hả? Không, con đã có bàn tay đen. Mày điên hả mày? Ủa sao không cho anh coi? Anh cũng muốn coi mà không chịu đâu. Ê, tao thấy thằng Huy ẻo lả quá à. Sao bảo vệ cho mày được? Ôi da. Đi không nhìn đường hả mày? Còn đứng nữa, không biết xin lỗi à. Ê, làm gì vậy? Muốn gì mày? Cho xin một giây để xuống được đây, lấy bình tĩnh.